Những lưu ý quan trọng khi bay Vietjet Air trong dịp Tết âm Tết Dương năm nay. Thứ nhất, hành khách bay Vietjet Air từ nay cho tới hết Tết âm có thể xảy ra tình trạng người về trước hành lý về sau. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ Nhật về Việt Nam hay bị ngược gió, máy bay thì tải trọng có hạn. Chính vì vậy mọi người hạn chế để đồ vật có giá trị hoặc đồ quan trọng vào hành lý ký gửi. Thứ hai, chặng Narita về Hà Nội hiện tại chỉ mua ký gửi được tối đa 20 cân, chặng Hà Nội Narita vẫn mua được 40 cân như bình thường. Ra sân bay sớm ít nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành, thậm chí là sớm hơn. Các bạn có ý định đi tàu thì nên đi chuyến sớm hẳn. Với những bạn nhà xa có thể đến từ đêm hôm trước ngủ tại sân bay một hôm cũng được. Chuyến bay nào cũng đông và gần như full chỗ, mọi người tránh tình trạng đến muộn, check-in bị trễ, từ đó không thể lên kịp máy bay. Lưu ý thứ tư, ký gửi nên chia làm 2 cho tới 3 kiện hợp lý, không nên chia quá nhiều kiện nhỏ, tránh trường hợp bị thất lạc. Và mọi người nhớ đóng theo đúng cân nặng và kích thước nhé. Lưu ý quan trọng cuối cùng, Vietjet Air không có chính sách hủy và hoàn lại tiền, chỉ có chính sách đổi ngày mất phí hoặc bảo lưu 180 ngày mất phí. Nên mọi người đặc biệt lưu ý. Thứ ba và thứ năm từ 19h30 tới 20h30 hàng tuần, chúng mình sẽ live stream chia sẻ tất tật về visa Nhật Bản. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Nippon Travel, vé tốt, visa nhanh.